À, chào các bạn ở trong uh, phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số các câu lệnh để quản trị hệ thống ví dụ câu lệnh đầu tiên là who am I? thì để biết được rằng là mình đang sử dụng tài khoản nào bạn sẽ nhìn thấy là uh, cái user là fishbone thế nếu bây giờ mình muốn chuyển sang tài khoản cao nhất thì đó là root thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh là sudo bash sau đó chúng ta nhập mật khẩu của tài khoản fishbone vào bạn nhìn thấy bây giờ ta đang ở cái tài khoản root, tài khoản root là tài khoản cao nhất, giống như tài khoản administrator trên Windows. À, với tài khoản này chúng ta có thể làm bất cứ việc công việc gì đấy, trên cái hệ thống uh, uh, Ubuntu này. Đấy. Nếu chúng ta muốn exit thì chúng ta sẽ trở về cái tài khoản fishbon ban đầu. Đó, thì đấy chính là cách thức chuyển đổi uh, từ tài khoản người dùng. Đấy trang tài khoản root. Chúng ta có thể dùng câu lệnh free trừ m để chúng ta xem được cái uh, tài nguyên về bộ nhớ của hệ thống. M tức là memory thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây total tức là uh, 999 MB. Use tức là đã dùng 498 m và còn free là 500 MB. Đấy. Đây là uh, câu lệnh xem cái tài nguyên về bộ nhớ. Thế nếu muốn quản lý các phân vùng ổ cứng thì chúng ta nên sử dụng và cài đặt cái công cụ là gparted bằng câu lệnh sudo apt get install gparted và nhập mật khẩu của cái tài khoản mà đang sử dụng Đấy. đây là quá trình tải về và cài đặt cái công cụ gparted thế thì công cụ này sẽ cung cấp cho các bạn một cái giao diện để chúng ta quản lý các cái phân vùng trên cái ổ đĩa của linux của ubuntu đây, đã cài đặt xong và chương trình sẽ tự khởi động và trước khi chúng ta có thể sử dụng chúng ta cần nhập mật khẩu để xác thực Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là các cái phân vùng ở cột đầu tiên Đấy, file hệ thống ở cột thứ hai các cái điểm mao và sai cái cột thứ tư chính là cái dung lượng của từng phân vùng